Hai chào mọi người, giờ mình chuẩn bị sẵn cái gỗ rồi. Thì đây gỗ này thì cha bông trắng, bông đen. Thì hôm bữa mình có quay con máy mẹ nó ấp ở trong đó mọi người. Thì chim con đây, bây giờ mình lấy cái ẩu ra. Mình bắt con mình lấy ẩu ra luôn mọi người. Con trống này là con trống con của cái con máy bông luôn rồi. Đợi mình đợi xíu để kêu quay xuống kia xem. Đây nhà này hình như hai trống mọi người, đúng rồi hai trống luôn. Cảm mọi người. Đây nè. Mọi người thấy không? Nó rất là đỏ ha. Còn máy thì nó đỏ lắm mọi người. Đó mọi người bông nữa nè. Một người chét luôn rồi. Ở đây hai trống rồi. Thả ẩu lại mọi người. Mọi người thấy rõ hơn ha. Số khẩu mình là 0929887346 ha.